tầm yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè, ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. Nhớ những lúc đang có bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ước muốn ước muốn với bao hy vọng, những sóng gió bao tố có nhau trong đời, và nhớ đang sống sống đang cho nhau. Đây là người phụ nữ với cuộc đời không có tuổi thơ. Đến cái tên cũng là do một bác tài xế tốt bụng lấy tên của đứa con gái đã mất tích của mình đặt cho. Rồi cha mẹ tên gì, ở đâu, cho tới ngày nay cô cũng không biết. Nhưng đứa bé gái mồ côi ngày xưa ấy giờ lại là người thương yêu nhất cho những số kiếp bị mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng. Không phải một lần, mà đã rất nhiều lần, người phụ nữ này tìm kiếm những sinh linh còn bé bỏng, đã phải lấm lem bụi trần. Giữa chốn nhân gian, có bi kịch và nỗi đau nào hơn cái cảnh người mẹ lại nhẫn tâm bỏ con khi con của mình còn chưa kịp mở mắt chào đời. Thế bỏ đứa con của mình ngay khi bé mới cất tiếng khóc đầu tiên tìm mẹ. Thế nhưng vẫn có không ít những đứa con chưa kịp nhận biết sự ngọt ngào, ấm nóng của bầu sữa mẹ, lại phải rời xa vòng tay mẹ vì chính sự ích kỷ của lòng người. Có ai không thấy xót xa cho giấc ngủ lạnh giá, đơn côi của những đứa con không còn hơi ấm của mẹ? Có bất hạnh nào hơn khi mới sinh ra đã thành kẻ không gia đình? Tự dũ, trong năm lại có một đứa trẻ sơ sinh vô thừa nhận. Buồn thay, đây không phải là những con số cuối cùng, những đứa bé cuối cùng không cha không mẹ. Khi chính người dứt ruột sinh ra lại đành tâm dứt bỏ con mình, thì may thay, trong xã hội vẫn còn có những người quá đỗi từ tâm. Mẹ nuôi này không biết bao lần đã khóc cùng con của những người mẹ khác, lúc nhặt được các em trong lùm cây bụi cỏ hay nơi bãi rác bẩn dơ, hoặc ngay trước cửa nhà mình. Nhưng dù sao, những bé thơ này vẫn còn may mắn khi gặp được người mẹ thứ hai là Quỳnh Tiểu Hương. Không có cha để nương tựa, các em đã khổ lắm rồi. Không có mẹ thì còn khổ nhiều hơn. Đến cái tên cũng không có, lấy chi mà bước vào đời. Vì vậy, điều hệ trọng đầu tiên là chỉ làm cho những em bé vô thừa nhận thành một con người có danh tánh và có một mái ấm gia đình. Những cái tên mang họ Quỳnh cứ ngày mỗi nhiều thêm lên. Những đứa con không ai nuôi dưỡng lại được mẹ Tiểu Hương đón về bằng chính trái tim nhân từ và sự đồng cảm đến xót xa của một người từng bị đọa đày xuống tận cùng tủi nhục.
Và người có số phận buồn ấy không ai khác là Quỳnh Tiểu Hương. Trong ký ức, cô bé mồ côi ngày ấy chỉ biết rằng mình bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. Tuổi thơ bị ném ra đầu đường xó chợ, suốt ngày lăn lóc trên những con tàu sân ga để kiếm miếng ăn. Cô bé đã nếm trải những trận đòn như tử của những đầu gấu xe lửa khi chen chân vào lãnh địa của chúng. Vậy mà cô vẫn sống, sống như một cây cỏ dại, cứ tự nhiên mà vươn lên. Rồi cũng từng được nhận làm con nuôi, nhưng chỉ sau một thời gian, Tiểu Hương lại phải trở về những chuyến tàu để kiếm sống vì bị đánh đập và làm nhục đến hết chịu nổi. Từ những sân ga xa lạ tận Lào Cai đến Sài Gòn, hầu như không nơi nào không có dấu chân của cô bé. Chưa bao giờ Hương có được một bữa cơm no, một tấm áo lành đủ ấm trong những ngày đông. Bao nhiêu năm sống lay lắt không một nơi nương tựa, Tiểu Hương chịu đựng hết những tủi nhục cay đắng của đời người. Bị ép chích ma túy, bị cắt chân tay để làm thành những vết thẹo đi ăn xin, bị đốt lửa lên cơ thể, bị hãm hiếp. Năm 1986, Tiểu Hương lần vào Sài Gòn và chọn bến xe miền Đông làm chốn dung thân. Nhưng cái bỏng rát đớn đau của cuộc đời vẫn không buông tha cô. Vượt qua biết bao nhiêu khổ ải để mưu sinh và để được làm người. Nhưng đến một ngày, cái ngưỡng chịu đựng của Tiểu Hương cũng đi đến giới hạn cuối cùng. Bị dục xuống cầu Sài Gòn, dục tới 2 đến 3 lần. Tại vì lý do người ta hãm hiếp Tiểu Hương, thì khi người ta làm hội đồng, người ta mục tiêu là người ta muốn cho Tiểu Hương mất tích. Nhưng mà người ta mới là chiếc xe Honda đó, hai bên người ta mới là cột Tiểu Hương hai cái tay hai cái chân vô chiếc xe, với là người ta mới đu võng để mà người ta cảm thấy thoải mái khi người ta hút thuốc bồ đà. Thì cũng những người đó sống số 48-50 Nguyễn Huệ đó, thì người ta đu võng từ số 48 đến 50 Nguyễn Huệ mà người ta đu ra tới cầu Sài Gòn, thì biết rằng cái đoạn đường rất là xa. Nhưng mà khi đó Tiểu Hương cảm thấy rằng 100% là mình đã chết rồi. Thì người ta dục xuống cầu Sài Gòn, thì Tiểu Hương nghĩ rằng là coi như là vậy là số Tiểu Hương may mắn là đã được chết. Nhưng cuối cùng xui xẻo, tự dưng xuống dưới nước lại sợ chết, tay chân cứ nhúc nhích, rồi tại cuối cùng được vào bờ. Tiểu Hương đã không chết, và cũng chính từ đó người con gái đáng thương ấy càng trỗi dậy một khát vọng sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có lẽ ông trời cũng thương cô gái đã chịu nhiều đắng cay, nên dù một chữ bẻ đôi không biết, phép tính cũng không biết làm, nhưng từ số vốn ít ỏi của một người tốt bụng giúp cho, cùng với vốn tiếng Hoa, tiếng Anh bập bõm trong những ngày làm bồi, cô nhanh chóng tiếp cận khách làm ăn, giao dịch, mua bán bất động sản, cho thuê xe du lịch và giàu lên một cách nhanh chóng. Tiểu Hương thật sự bước vào thương trường một cách vô tình, gây dựng nên cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết quê hương. Cô bé bụi đời đói cơm rách áo ngày nào đã trở thành tỷ phú Quỳnh Tiểu Hương. Giàu có rồi, thế nhưng Hương luôn không quên những người bạn bụi đời lăn lóc hè phố ngày nào như mình. Có căn nhà đầu tiên, chị kéo tất cả bạn bè đến ở, đưa những đứa trẻ bụi đời, những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi về nuôi dưỡng và xem chúng như con ruột của mình. Riêng tại trung tâm nhân đạo quê hương do chị sáng lập, trong số 238 đứa con chị đang cưu mang, thì có đến 75% trẻ bị khuyết tật. Dũng hiểu được cái thua thiệt khi không biết viết biết đọc trước đây của mình, và cũng là để cho các con có thêm tri thức. Vậy là những lớp học được mở ra để các con của Tiểu Hương có cơ may hòa nhập với đời. Mỗi đứa con đến từ mỗi nơi khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Các em từng là gánh nặng của gia đình và xã hội. Vì vậy, tự lập, tự tin
và vươn lên vượt qua số phận cũng là bài học đầu tiên mà những người con, người em của Quỳnh Tiểu Hương học được từ chính nơi này. Có khi mà tốt nghiệp trường sư phạm xong thì đôi mắt của tôi cứ mờ dần và mờ dần đi. Lúc này thật sự tôi rất là khủng hoảng và mất niềm tin cuộc sống. Và cuộc đời tôi thật sự là thay đổi khi được gặp chị Tiểu Hương, được nghe chị kể về cuộc đời của chị. Thật sự tôi thấy là cái lúc bất hạnh của tôi không thấm gì so với cuộc đời của chị. Và tôi được chị nhận làm người thân và đưa về trung tâm nhân đạo quê hương để dạy dỗ các em khiếm thị và các em có hoàn cảnh thật sự có khó khăn và bất hạnh. Và từ đó cuộc đời của tôi có nhiều ý nghĩa và tôi thấy có niềm vui trong cuộc sống. Đồng cảnh ngộ, cùng chịu sự khiếm khuyết của tạo hóa, cùng một ý chí vượt qua chính mình, nên các em ở đây rất tự giác trong học tập và làm việc. Tiểu Hương vẫn dạy các con rằng cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách, dũng cảm vượt qua và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão. Cũng từ chính niềm tin và nghị lực của mình, người mẹ ấy đã truyền cho các con nguồn sức mạnh lớn lao để vượt qua những nỗi bất hạnh của cuộc đời. Nếu như em không được gặp mẹ Hương và không được vào trung tâm để học, em sẽ nghĩ cuộc đời của em nó vẫn mãi mãi nằm trong sự mù quáng và sự bất hạnh. Được sự chăm lo và sự dạy dỗ của mẹ Út và cậu mợ và các thầy cô và các bạn, cho nên em đã biết chữ, em đã biết viết, biết đọc chữ nổi. Nhưng điều mà em mơ ước nhất khi em muốn sẽ trở thành con người có ích cho xã hội. Không chỉ lo cho các con bị khuyết tật ăn học trong mái ấm của gia đình, mà Quỳnh Tiểu Hương còn cùng nhà trường lo cho các con có khả năng đến trường học tập. Cô bé Huyền là một trong những đứa con may mắn ấy. Học nữa đi em, để mai này có thể hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất. Và hơn thế nữa là để nối tiếp con đường mà mẹ Hương đã đi. Từ sâu thẳm trái tim, hơn ai hết, Tiểu Hương hiểu rằng hạnh phúc lớn nhất của đời mình là có những đứa con này. Dẫu không sinh ra, nhưng đều do chị cưu mang và chăm sóc, nên những đứa bé này chính là tình yêu duy nhất của chị. Giờ các con có được cái hạnh phúc ấm êm trong vòng tay mẹ, nhưng các con vẫn còn nhỏ lắm để biết được niềm hạnh phúc đầu tiên của mẹ là gì. Kỷ niệm của Tiểu Hương tới ngày hôm nay không thể quên được là lúc Tiểu Hương ở ngoài Bắc đi vào Nam sống trên đường tàu, là Tiểu Hương bị trên đường tàu bị các bạn đánh với lại mọi người không cho Tiểu Hương ở trên tàu, thì Tiểu Hương được cô ái bộ đội cứu giúp Tiểu Hương. Trong lúc cô ngồi với một người bạn của cô kêu cô đừng có cứu nó, nó là người ăn cắp. Nhưng cô ái vẫn không sợ, tại vì cô vẫn đặt niềm tin vào Tiểu Hương và cô vẫn đưa Tiểu Hương về đơn vị bộ đội để cho Tiểu Hương ăn cơm, cho Tiểu Hương được áo bận. Hơn 20 năm vừa qua, cho tới hôm nay Tiểu Hương vẫn mang theo đó là một kỷ niệm vui của Tiểu Hương và một cái niềm hạnh phúc lớn nhất của Tiểu Hương. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhà đông con, tính nết mỗi đứa một khác nhau. Nhưng điều dễ thương và đáng quý là các em ở trung tâm nhân đạo này có chung một tính nết là biết thương yêu, chăm sóc lẫn nhau. Không một ai có thể sống một cuộc đời mà thiếu vắng tình yêu thương. Tiểu Hương và các con của Tiểu Hương cũng vậy. Tình yêu và sự quan tâm chính là sợi dây kết nối vô hình giữa họ. Vất vả một mình làm ăn, suốt hơn 15 năm, Tiểu Hương đã dồn tiền, dồn của và dồn công sức để xây dựng nên trung tâm nhân đạo quê hương. Những dãy nhà khang trang, những sân chơi thoáng mát cho người bất hạnh dần được xây dựng nên. Mặc dù được sự quan tâm giúp đỡ từ nhiều nguồn, từ nhiều tấm lòng của các nhà hảo tâm,
Nhưng để chăm lo lâu dài và căn cơ cho hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật là một bài toán nan giải. Vì thế, Tiểu Hương đang luôn cần sự hỗ trợ, tiếp sức của các vị ân nhân vì trẻ thơ bất hạnh. Trong 5 năm qua, trung tâm của Tiểu Hương đã trao tặng trên 10.000 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật tại 48 tỉnh thành. Có thể không mấy ai biết được, những món quà này lại do các em khuyết tật góp phần lắp ráp nên. Sống trên đời này cần nhất chính là lòng nhân ái. Bởi chỉ có những tấm lòng biết chia sẻ, biết cho đi mới tạo ra được những niềm vui chân thật. Ở đây, các em được nuôi ăn học, được học nghề, học năng khiếu, và nhiều em đã đi học đại học, cao đẳng. Khi các em trưởng thành, Tiểu Hương lại tìm việc vào các công ty lớn để các em có thể tự kiếm sống bằng chính công sức của mình, vừa học hỏi và hoàn thiện con người bằng công việc. Vậy nên, cũng chẳng có chi lạ khi từ đứa con đầu tiên Tiểu Hương nhặt được ở bến xe hơn 20 năm trước có cái tên rất hay, Anh Đào, nay đã 22 tuổi, cho đến những đứa con chưa phải là cuối cùng, đều chỉ biết có mẹ Tiểu Hương là người mẹ tận tâm và thương yêu nhất của mình. Thôi như vậy, này mẹ sợ em buồn, nhưng mà mẹ em nghĩ giờ em trưởng thành rồi, có thể là em có sự suy nghĩ, em có thể quyết định cái sự lựa chọn của em, thì mẹ em nói là em là con nuôi, rồi mẹ lựa em cho công viên. Rồi lúc em sơ sinh thì sau này nó em mới biết là em là con nuôi, nhận em làm con, và nói là ba mẹ chính là ba mẹ ruột của con. Thì họ kêu em đi em sẽ không đi, tại vì những cái thời gian em gắn bó với mẹ, em thương mẹ ruột của em. Bây giờ những người nhận em làm con họ nói là ba mẹ ruột đây đi theo mẹ, em không cảm thấy một, ví dụ lúc mà đi ăn xin thấy con cực khổ vậy mà vẫn lượm con vào nuôi, trong khi ba mẹ gì đó tôi không biết. Nhưng mà em sẽ không theo người ta, em sẽ ở với mẹ, em sống, em sẽ giúp đỡ mẹ. Cái tên Quỳnh Tiểu Hương không còn là của cô bé lang thang không thường quân bảo trợ cho hàng trăm trẻ khuyết tật tại các tỉnh, và là cầu nối vẹn tròn cho những tấm lòng muốn san sẻ, xót chia cái không may của con người. Duy nhất của Tiểu Hương là làm sao cho những đứa trẻ có số phận bất hạnh như cô sẽ có một cuộc sống ấm êm, an lành, không còn phải trải qua những tháng ngày khổ nhục giống mình ngày trước nữa. Và thời gian còn lại của cuộc đời, Tiểu Hương cũng chỉ dành để làm mọi việc cho điều đó. Bởi đấy cũng chính là điểm tựa quý giá mang đến cho cô nguồn động viên và sức mạnh tinh thần lớn lao. Nhưng các con thì vẫn còn nhỏ và ngây thơ lắm. Hay cũng chính vì thương và không muốn con buồn nên mẹ không nói ra. Vì thế không nhiều các con biết được mẹ Út Hương của mình đang mang trong người căn bệnh ung thư mà tháng nào cũng phải đi xạ trị. Những năm tháng khổ ải ngày xưa đang dần vắt kiệt sức Tiểu Hương. Chính xác ngày mai mình sẽ ra sao, Tiểu Hương cũng vậy. Có thể hôm nay còn đây với các con, nhưng ngày mai biết đâu được. Nhưng không phải vì thế mà Tiểu Hương buông lơi tất cả. Thậm chí ngược lại,
cô đang cố gắng dốc sức lo cho các con của mình có niềm vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chuyện tình riêng, Tiểu Hương đã bỏ qua từ lâu lắm rồi. Vì nhiều người dù đến với chị rất thật lòng, nhưng vẫn chưa đủ lớn để cùng với Tiểu Hương chỉ sống với một tâm nguyện là công sức và tiền bạc làm ra, tất cả đều dành cho các con, nếu một mai Tiểu Hương không còn nữa. Nhiều bộn bề lo toan lắm, còn chật vật với những trăn trở lo âu, còn nhiều nỗi đau không thể biết trước. Và đây đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, nên cần lắm những tấm lòng từ tâm như Quỳnh Tiểu Hương. Nhưng Tiểu Hương cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong cái biển đời mênh mông ấy. Có điều chị tin vào mình, tin vào vòng tay nhân ái của xã hội. Chị nghĩ cho đến cạn cùng, các em bé mồ côi khuyết tật cũng là con của tất cả chúng ta. Tiểu Hương tin rằng là một ngày cứu được một đứa trẻ là một ngày đã cho các con có hơi thở. Cho nên Tiểu Hương tin rằng một khi Tiểu Hương mất đi với cái căn bệnh của mình, thì trước hết là Tiểu Hương đặt niềm tin vào các con, và sau đó Tiểu Hương tin rằng xã hội sẽ không bỏ Tiểu Hương, và chính quyền địa phương sẽ không bao giờ bỏ các con của Tiểu Hương. Đó là một cái niềm tin Tiểu Hương đặt vào. Mọi người sẽ không bỏ các con của Tiểu Hương, thì xin những người mẹ khác cũng không được bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra của mình. Bởi ai sinh ra trên đời mà không mong có mẹ, có cha, như cây có cội, như sông có nguồn. Bỏ con đi rồi, sống còn có ý nghĩa được nữa hay không?